Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp của kênh công nghệ TAD. Và ngày hôm nay là ngày đầu tuần thì Lương chúc tất cả các bạn có một tuần làm việc và học tập vui vẻ, hạnh phúc các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Long Nguyễn Thanh. Anh ơi, em có con E6540 i5 SSD 250GB, RAM 12GB. Có cạc AMD và màn hình HD, muốn đổi sang máy Dell G7 7588 Renew i7 8750, cạc 1050 Ti, RAM 8GB thì có thêm bao nhiêu nữa? Với phiên bản i5 của em cấu hình như này, máy mà còn ok đẹp thì anh nhập cho em khoảng 7 triệu bạn em nhé. Còn với cấu hình 7588 i7 GTX 1050 Ti như này, anh đang bán là 19 triệu đồng tại shop công nghệ TD, thì em cộng tiền vào và qua cửa hàng anh sẽ đổi cho em. Và khi anh bán máy ra thì anh sẽ bảo hành chính sách đó là 1 năm cho bo mạch chủ cho em, 3 tháng cho màn hình và pin khi đổi máy em nhé. Thì cân đối tài chính với nhu cầu sử dụng của em, máy của em là ok để anh nhập cho 7 triệu em nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Hoàng Nguyễn Văn. Cảm ơn anh đã chia sẻ ạ. Anh cho em hỏi là giờ em đang dùng con Dell M4800, em dùng SSD 128GB và 500GB HDD. Em muốn lắp thêm một ổ cứng SATA 128GB thì có giá bao nhiêu và có chạy song song được không ạ? M8 hoàn toàn có thể lắp được tối đa đó là 3 ổ cứng. Chúng ta sẽ có một khe cắm ổ cứng 2.5 inch đúng không ạ? Thì em có thể lắp ở đấy nhé. Và chúng ta sẽ có một khe cắm M2. Đấy, một khe cắm M2 để chúng ta lắp cái ổ 128 ra. Và nếu như em không dùng ổ DVD thì em có thể bỏ ổ DVD ra, em có thể lắp khe ổ cứng vào đó. Vị trí là chúng ta có thể lắp chạy song song 3 chiếc ổ cứng để chạy. Đấy. Một chiếc ổ cứng M-SATA với dung lượng 128GB thì anh đang bán là 650.000 em nhé, qua cửa hàng để được nâng cấp em ạ. Câu hỏi số 3 của bạn Bùi Bá Dũng. Chào anh Lương, em đang sử dụng laptop là HP Pavilion 14 tầm 5 đến 6 năm rồi. Hiện tại thì máy đang có tình trạng là màn bị điểm đen ở góc. Em muốn hỏi là thay màn thì giá khoảng bao nhiêu và phí bảo dưỡng như là vệ sinh tra keo tản nhiệt của shop mình ở chi nhánh Hồ Chí Minh thì rơi vào tầm khoảng bao nhiêu ạ? Em cảm ơn anh. Với dòng HP Pavilion 14 thì ở đây em lại không nói là mã gì. Nếu như máy được trang bị chỉ là màn HD LED thì anh đang thay là 1.250.000, được bảo hành 1 năm. Còn nếu mà màn hình Full HD thì anh đang thay là 1.450.000 và được bảo hành 1 năm. Dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng và tra keo tản nhiệt là 100.000 em nhé. Và thời gian để em thay màn hình và bảo dưỡng vệ sinh sẽ mất khoảng từ 40 đến 50 phút là xong. Và em có thể chờ xem thợ trực tiếp làm tại chỗ rồi lấy luôn em nhé. Câu hỏi số 4 của bạn Thuần Minh. Cho em hỏi giữa hai cấu hình i5-1021U, MX350 hoặc MX250 thì R5-4500U cạc on, thì cấu hình nào phù hợp với ngành công nghệ thông tin, làm cốt, dùng các phần mềm như Photoshop và thỉnh thoảng có chơi game nữa? Trong tình huống này thì chắc chắn chiếc máy được trang bị Vega rời. Ở đây cụ thể đó là MX350 hoặc MX250 thì chắc chắn sẽ hơn R5-4500U carbon. Bởi vì máy mà được trang bị chỉ carbon không thì việc em làm đồ họa hay các phần mềm chơi game hay là các ứng dụng về chơi game thì nó không thể tốt bằng một chiếc máy có Vega rời. Còn đây là phiên bản AMD R5-4500U lại không có Vega rời thì việc xử lý về đồ họa chơi game thì nó sẽ kém hơn em nhé. Trong tình huống này nếu là anh thì anh sẽ chọn i5-10210U em nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Anh Nguyễn. Anh ơi, con XPS 9550 thì hiệu năng của nó có bị lạc hậu trong vòng 4 năm tới không ạ? Với nhu cầu anh cho là đồ họa ở mức tầm trung, chơi những tựa game nhẹ nhàng và lập trình trong tầm từ khoảng 18 đến 20 triệu đồng thì với phiên bản Dell XPS 9550 được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 6 với i7 6700 và được trang bị Vega rời đó là GTX 960 dung lượng 2GB. Nếu như tính ở hiệu năng 4 năm sử dụng công việc như vừa rồi thì hoàn toàn không lỗi thời. Bởi vì thường mặt bằng công nghệ thì một chiếc máy là chúng ta có thể sử dụng từ 4 đến 7 năm em nhá. Còn nếu mà chạy đua theo công nghệ thì nói luôn với em nó cũng rất là tốn kém. Còn trong phân khúc 20 triệu máy sang trọng, mỏng, nhẹ và đẳng cấp thì anh mình nghĩ đó là chiếc XPS 9550 nó vẫn là trong cái tầm đầu tư ok và khá là ngon em nhé. Vâng, thưa các bạn là chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 6 của bạn 1970. Con mình chuẩn bị vô trường học kiến trúc, mình muốn nhờ bạn tư vấn cho cháu một máy để đi học ạ. Anh ơi, với nhu cầu học các trường kiến trúc thì thường dân kiến trúc là chúng ta sẽ sử dụng những chiếc laptop bọn em gọi là Mobile Workstation. Mobile Workstation là một dòng máy chạm cực kỳ đặc biệt dành cho kỹ sư đồ họa, đặc biệt là về độ bền, khả năng nâng cấp cũng như chạy đồ họa mô phỏng đấy. Nếu như chúng ta chưa có điều kiện kinh tế thì anh có thể đầu tư con anh từ tầm khoảng từ 12 đến 20 triệu đồng thì chúng ta sẽ có những chiếc máy xách tay tại thị trường nước ngoài về. Anh lưu ý là những chiếc máy này đều đã qua sử dụng rồi, nó không phải là máy mới 100%. Còn nếu như gia đình chúng ta có điều kiện về kinh tế đầu tư tốt hơn, để đầu tư máy chạm thì ít nhất kinh tế của gia đình phải có từ 30 đến 50 triệu đồng thì anh mới có thể mua những chiếc máy có cấu hình mới hơn. Máy chạm là như nào? Máy chạm là những chiếc máy có độ bền bỉ,
khả năng về kỹ thuật mô phỏng chạy cực kỳ tốt. Đặc biệt là dân kiến trúc thì chúng ta có thể sử dụng các phần mềm cầu đường thiết kế nó rất là ok. Ví dụ trong tầm giá mà sinh viên chưa có điều kiện mà chúng ta tầm nhìn khoảng từ 3 đến 4 năm thì anh mua cho cháu phiên bản đó là Dell Precision M4008 hoặc HP ZBook 15G1 hoặc 15G2. Còn phiên bản thứ 3 là mình có thể đầu tư đó là chiếc Lenovo ThinkPad đó là VK540 hoặc VK541 trong tầm tiền là từ khoảng 12 đến 15 triệu đồng. Còn nếu mà có điều kiện kinh tế em cho là tầm khoảng 20 triệu thì anh có thể đầu tư như là Dell 7510 hay ThinkPad P50, HP ZBook 15G3. Đây là những chiếc máy dành cho kỹ thuật cực kỳ ok và rất tốt cho dân kiến trúc anh nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Đoàn Quang Minh. Anh ơi cho em hỏi là laptop nào tầm dưới 20 triệu chủ yếu để viết code làm video nhẹ nhàng, ưu tiên là mỏng nhẹ, pin trâu và không chơi game ạ? Nếu như các lập trình viên trên thế giới thì sử dụng các dòng laptop ThinkPad khá là nhiều. Trong tầm tiền này thì em đầu tư ví dụ như là phiên bản T490. T490 như nhà anh thì nó có hai phiên bản đó là chạy CPU thế hệ thứ 8 và CPU thế hệ thứ 10. Với dòng CPU thế hệ thứ 8 thì nó dao động khoảng là 19 triệu, CPU thế hệ thứ 10 là 23.500.000. Còn nếu như em thích màn to, pin tốt hơn một chút thì em có thể chọn phiên bản ThinkPad T590. Đấy, T590 thì cấu hình của nó là CPU trang bị đời 8 nhưng có màn hình 15.6 inch và thêm một hàng bàn phím phụ bên cạnh, sử dụng cực kỳ ok và ngon lành. Còn nếu mà muốn mạnh hơn một chút và kiểu đẹp và sang thì em có thể chọn phiên bản đó là Dell Inspiron 7591. Chiếc máy được trang bị đó là i5-9300 RAM 8GB LDDR26, GTX 10003GB. Con này thì hỗ trợ thêm mảng đồ họa cực kỳ ok ngon lành, giá đang bán là 22.500.000 em nhé. Câu hỏi số 8 của bạn Vũ Hằng. Chú ơi, HDD 500GB và HDD 1000GB thay thế cho Dell M4008 thì giá bao nhiêu ạ? Với HDD 500GB nhà chú bóc máy nhé, có nghĩa là những người người ta nâng cấp, người ta để ổ cứng với chất lượng ổ cứng còn tốt, chú để cho nó là 400.000. Với HDD bóc máy tình trạng còn tốt 100%, chú để cho là 800.000 thì cháu có thể qua cửa hàng để được nâng cấp cháu nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Phúc Nguyễn Hoàng. Anh ơi cho em hỏi là học ngành marketing nên mua laptop nào mỏng nhẹ, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản, màn hình đẹp để xem phim trong tầm giá từ 15 đến 20 triệu. Nếu như ngành marketing thì chúng ta cần một chiếc máy cơ động mỏng nhẹ. Nếu mà thời gian làm việc dài nhé em nhé, thì theo anh nên chọn những chiếc máy có màn hình 15.6 inch. 15.6 inch ví dụ trong tầm tiền khoảng 15 triệu. Mà chiếc máy đẹp nhất thì có lẽ là phải kể đến phiên bản Dell 5584 của Dell nhé. Chiếc máy được trang bị i5 và RAM 8GB, SSD 256GB, viền màn hình mỏng Full HD IPS luôn, có giá là 15.500.000. Còn nếu mà nhìn đến tầm khoảng 20 củ thì có chiếc Dell Inspiron vừa rồi đang chạy chương trình hiện giá chính hãng, nó chỉ có 22.500.000. Con này có được tích hợp thêm đồ họa, cấu hình mạnh, sử dụng rất ok, ngon lành. Đấy thì tầm 15 đến 20 triệu thì anh thấy hai chiếc máy này là ngon nhất. Ngoài ra nó có mấy phiên bản như Acer ấy, mấy con Acer Switch 3 và Acer Switch 5 ấy, hiện nay cửa hàng đang sale giảm toàn từ 4 đến 6 triệu. Pin có một chiếc máy là Acer Switch 5 nhá, pin có thể trụ được 10 tiếng và trọng lượng của nó chỉ có 99g, màn hình 15.6 inch, quá đỉnh luôn. Giá đang sale tại cửa hàng đó là 19 triệu. Còn mấy con Switch 3 cũng đang sale chỉ còn có 13.8 đến cả 10 phiên bản i7 cũng có 16.990. Thì em có thể tham khảo vài con cấu hình vừa rồi, cực kỳ ok, mỏng nhẹ, pin tàn 10 tiếng luôn em nhá. Ở số 10 của bạn Trường Phan Văn. Anh ơi, anh giới thiệu giúp em một con trong tầm từ 15 đến 17 triệu để vẽ 2D tốt, chạy file 2D nặng, có Photoshop nhẹ nhàng, máy càng mới càng tốt, em cảm ơn ạ. Với tầm tiền từ 15 đến 17 triệu, nếu như em thiên vào cấu hình và tiết kiệm chi phí thì các dòng máy gaming vẫn có phân khúc giá rẻ nhất. Ví dụ trong tầm như của em thì sẽ có phiên bản Asus TUF 505. Con này chạy chip đó là Ryzen 7, RAM 8GB, SSD 256GB và cả màn hình là GTX 1650. Chiếc máy này có lẽ là rẻ nhất và tốt nhất trong phân khúc giá của em. Nó chỉ có giá là 17.690.000. Đây là máy mới, đập hộp 100%, được bảo hành 2 năm chính hãng của Asus. Ngoài ra thì em có thể chọn phiên bản Acer Lithio 5 phiên bản 2019 cũng sẽ có phân khúc giá như này. Nhưng nó được trang bị GTX 1050 chỉ có 3GB thôi, nhưng giá lại đang bán với mức giá là 17.890.000. Thì em có thể cân đối hai chiếc máy này ok và ngon lành nhất, mới nhất của em. Nhưng nếu mà thiên về độ bền một chút thì lại không phải những chiếc máy gaming, mà trong ngành kỹ thuật thì em có thể chọn các dòng máy chạm như Precision 7510 sẽ có phân khúc giá như đầu tư nhiều của em. Nhưng đây là máy cũ đã qua sử dụng rồi, nhưng độ bền dân kỹ thuật thì cực kỳ chuộng máy chạm luôn. Máy được trang bị i7 đó là 6820HQ, RAM 8GB và SSD 256GB, VGA đó là M1000, màn Full HD IPS. Chiếc máy này có giá là 17.500.000 tại cửa hàng Anh em nhé. Em cân đối nhu cầu dùng thực tế, sau đó lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu của em là chính xác nhất em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Nguyễn Minh. Anh ơi cho em hỏi là giữa con Lenovo L340 và Acer A7, nhu cầu chạy máy ảo giả lập thì con nào tốt hơn ạ?
Em chạy máy ảo giả lập thì em chỉ cần CPU của nó khỏe là ok, RAM tầm khoảng 8 đến 16GB là ngon lành. Với tốc độ ổ cứng SSD ngon là ok. Trong tình huống này thì em có thể chọn L340, có lẽ là sẽ chạy ngon hơn con Acer A7 em nhé. Câu hỏi số 12 của bạn có tên Ninh. Bây giờ nên mua G531-2020 i5 hoặc i7 thế hệ thứ 10 mà chủ yếu để chơi game mobi bằng phần mềm Blue thì có thừa thãi không ạ? Cảm ơn ạ. Nếu mà có điều kiện kinh tế thì gì đó bằng em. Như chiếc máy đời mới thì sẽ có cấu hình cao mà em chơi gì chả được. Cái quan trọng là tiền em có để đầu tư hay không mới là quan trọng. Còn với nhu cầu thực ra là chơi giả lập mobi thì không nhất thiết phải chọn những chiếc máy cấu hình quá cao. Chỉ cần tầm từ khoảng 10 đến 15 triệu là cũng ok ngon lành lắm em ạ. Bởi vì game của em nó hoàn toàn bình thường em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn OnPit cho em hỏi là mua MacBook Pro 2013 i7 có dùng để vẽ CAD và các phần mềm đồ họa được không ạ? Cho em xin tầm giá của con này với ạ. Em ơi, dòng Pro ở đây thì em lại chưa nói là dòng 15 inch hay dòng 13 inch. Thực ra dòng vẽ CAD thì cũng đơn giản thôi. Với những chiếc máy mà 2013 phiên bản 13 inch hiện nay có mức giá trên thị trường nó sẽ dao động từ khoảng từ 13 đến khoảng 16 triệu. Nó sẽ có ví dụ như là ME864 phiên bản trang bị RAM 4GB thì nó đang bán tại cửa hàng là 13 triệu 5. Còn 865 thì được RAM 8GB và SSD 256GB đang bán là 15 triệu rưỡi em ạ. Còn nếu như em muốn ngon lành và đồ họa khỏe hơn thì em có thể chọn các dòng máy 15 inch. Dòng máy 15 inch trên dòng 2013 nó có cả dòng trang bị CPU đời 3 và CPU đời 4. Nhưng anh khuyến cáo con đời 3 thì không nên chọn bởi nó chết Vega khá là nhiều. Thì em có thể chọn con ME293, máy được trang bị carbon i7, giá thị trường khoảng 16 đến 17 triệu tùy vào hình thức máy. i7 RAM 8GB và SSD 256. Còn ME294 là chiếc máy khỏe nhất trong cái phân khúc tầm tiền này. Thì nó sẽ 294 được trang bị Vega rồi, đấy, RAM 16GB luôn. Chiếc máy nếu máy ngon test ok chuẩn thì thị trường nó khoảng 19 triệu em nhá. Câu hỏi số 14 của bạn Hiếu Lê. Chào anh, em đang phân vân giữa hai con máy là Lenovo Legion i7000 và i540 thì không biết là máy nào tốt hơn và trong sử dụng được trong thời gian từ 2 đến 3 năm tới. Em chơi game ít, chủ yếu là làm đồ họa xây dựng và đang muốn học thêm về edit video. Thì em cảm ơn anh. Tuy nhiên thì tiện cho em hỏi luôn là hiện tại các shop đang có con máy là Acer Aspire 7. Thì cho em hỏi là em mua cho đứa em với nhu cầu trên thì có đáp ứng được không ạ? Với nhu cầu của em thì kể cả chiếc Acer A7 vẫn đáp ứng hoàn toàn. Còn nếu mà với phiên bản Lenovo i540 và i7000 thì anh sẽ chọn i7000 bởi vì thiết kế của nó bắt mắt hơn. Mặc dù là hai chiếc máy có thể là nhìn la lá giống nhau đấy, nhưng mà con i7000 thì nó sáng, cái logo đằng sau nhìn thì có vẻ là sang hơn và đẹp hơn. i7000 nó có hai mã, một mã là có cái ngôi sao ba cánh và vỏ hợp kim nhôm, còn đó phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Trang bị CPU từ đời 8 đến đời 9, như của anh là CPU đời 8, đời 9 anh đều có luôn. Trong tình huống này thì có thể con i7000 nó nhìn nó sẽ đẹp hơn, ok hơn. Nhưng thực ra cấu hình của những chiếc máy này gần như nó tương tự nhau, em nhá. Câu hỏi số 15, nút turbo ở trên Helios 300, công dụng của nó là gì thế ạ? Mong anh trả lời ạ. Turbo đơn giản là chúng ta sẽ chạy hết hiệu năng của hệ thống tản nhiệt làm mát máy. Đấy, khi chúng ta bật lên thì cái quạt nó sẽ chạy ở mức công suất cao nhất, làm máy cho em tốt nhất và giảm cái nhiệt độ của máy xuống. Đồng nghĩa với việc cái năng suất của máy nó sẽ đạt đủ 100%. Còn nhiều bạn ví dụ như trong trường hợp máy nó chạy quá nóng với nhiệt độ trên ngưỡng khoảng 90 độ C, 95 độ C chẳng hạn, hoặc đến 100 độ thì đồng nghĩa việc cái máy của bạn nó sẽ bị giảm xung và có thể một số hiện tượng bị giật nát nha em nhá. Em ơi, tính năng turbo nó còn tăng tốc độ quạt và ép xung cho máy, có nghĩa là cái máy của em sẽ chạy ở mức hiệu năng cao nhất em nhá. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp của số công nghệ TRD, và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook hay các câu hỏi về phần mềm phần cứng thì chỉ cần đặt các câu hỏi ở dưới topic này hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp cho mình. Số điện thoại của mình là 077357 và 4 số 9 ở cuối các bạn nhé. Mình chắc chắn với các bạn là 100% các tin nhắn của bạn sẽ được trả lời, mặc dù nếu mà có hơi chậm một chút thì cũng mong quý vị và các bạn thông cảm các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì kênh công nghệ của mình cũng sắp đạt 100.000 sub rồi. Chương cửa hàng mình đang chạy chương trình vui chơi có thưởng và tuần nào cũng có. Các bạn tham gia vui chơi để lấy may mắn các bạn nhé. Tham gia topic thì tối nay bắt đầu là chúng tôi sẽ phát lên, thì các bạn chỉ cần để lại số điện thoại may mắn và chúng ta sẽ lấy kết quả của số kiến thiết miền Bắc vào ngày 23 các bạn nhé. Tham gia vui chơi cho ok. Các bạn nhớ like và chia sẻ cũng như bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những chương trình mới nhất của số công nghệ TRD. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.